Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng năm 2015 là năm sôi động của các đấu trường nhan sắc trên thế giới. Và đó cũng là năm Việt Nam có nhiều thí sinh được đánh giá cao khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp này. Như theo đánh giá của một trang web chuyên về người đẹp thì Việt Nam hiện nay đứng thứ 8 trên thế giới trên bản đồ sắc đẹp toàn cầu. Đó cũng là một tín hiệu rất đáng mừng. Những từ khóa hay là tin bài về Hoa hậu Phạm Hương, Lan Khuê hay là Thúy Vân được tìm kiếm rất nhiều. Cả khán giả và giới truyền thông thì luôn theo dõi chi tiết từng hoạt động của các người đẹp này. Và chúng ta hãy cùng nhìn lại nhan sắc Việt Nam trong năm qua qua phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. Icy. Hey. With the number one. Chỉ một cái ảnh nhưng có tới hàng nghìn lượt thích và chia sẻ. Làn sóng hâm mộ dành cho Hoa hậu Hoàn Vũ Phạm Hương chưa bao giờ lan tỏa đến vậy. Chính vì thế, khi Phạm Hương không thể có mặt trong top 15, lại một trận cuồng phong của cư dân mạng. Put your hands on my body, oh, 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 right there, keep it right there, I love you when you put it right there, yeah, yeah, oh, 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 yeah, yeah, oh, 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 yeah. Tại vì ném đá là sao, tại vì lớp mình có khăn hơn những lớp khác đâu mà lại thế, còn tài năng của cô ấy cũng giỏi mà. Trước sức nóng của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2015, một du học sinh Mỹ đã có chia sẻ trái chiều về câu chuyện này. Chàng thanh niên này đã đưa ra lý lẽ cho rằng thắng thua ở một cuộc thi Hoa hậu như thế này không quyết định điều gì liên quan đến thể diện dân tộc. Tính chất và quy mô tổ chức thì Hoa hậu Hoàn Vũ cũng chỉ là một cuộc thi tư nhân, chẳng khác nào các cuộc thi như Next Top Model. Có thể đây cũng chỉ là một quan điểm cá nhân khác biệt hơn so với đám đông, nhưng thi Hoa hậu, xét cho cùng, cũng chỉ là một cuộc thi giải trí vui vẻ đơn thuần. Chúng ta không thể phủ nhận, chính sự ủng hộ của khán giả, Lan Khuê mới được xướng tên trong top 11 Hoa hậu thế giới. Tuy nhiên, ủng hộ tới mức có những hành động, lời nói hay bình luận không đẹp thì đó là điều không đáng. Bởi được hay mất, Âu cũng chỉ nằm trong giới hạn của một sân chơi. Chiến thắng nó không quan trọng lắm, mà quan trọng là mình phải chiến thắng chính trong khán giả. Mình sao mình phải để được trong cái ấn tượng của khán giả. Cái điều đấy mà điều quan trọng. Đến được đến đấy cũng là em thấy giỏi, nhưng mà không đến mức mà phải không đạt được thì thôi, mình làm lại không có gì cả, nhưng mà không đến mức mà phải ganh đua thì... Vâng, và thưa quý vị khán giả, tôi có nhớ là có một chia sẻ của một nhà báo trên trang cá nhân cách đây vài ngày như thế này. Người ta ngại ngần bỏ ra 2 tiếng để đọc một cuốn sách, để xem một bộ phim. Một bộ phim hay mang lại nhiều giá trị về mặt tinh thần, giá trị giải trí, nhưng lại mất rất nhiều thời gian say mê cho những cô hoa hậu. Và những lời chia sẻ như thế này đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ những khán giả không vồ vập mấy với các cô hoa hậu như là số đông. Vâng, đúng lý lẽ của họ thì cũng rất là đơn giản, tức là không có sự bài xích chê bai nào ở đây. Có điều là ngoài hoa hậu ra thì còn có rất là nhiều điều khác trong xã hội mà chúng ta cần phải được quan tâm và chia sẻ. Vâng, nhưng với chị em phụ nữ như chúng ta thì tôi nghĩ rằng là dù sao thì các người đẹp của chúng ta cũng đã rất là cố gắng đem một hình ảnh Việt Nam ra giới thiệu cho bạn bè thế giới. Và đó cũng là một tín hiệu rất là đáng quý, rất là đáng mừng đúng không ạ? Có điều là những cái dùm bem và tự phong nhiều quá thì cũng mất hay đi.